nhanh lên, tôi nói anh xuống xe, nhanh lên, bơ xuống đây nói chuyện với tôi, nếu không mà tôi đập nát cái xe nha, nhanh lên. Con nhỏ này nó làm gì vậy? Con này để mấy ra mới giải quyết đó. Này các cô kia, làm cái gì vậy hả? Tính phá hoại đám cưới con trai tôi hả? Anh, cái gì vậy? Cái cô đó là ai? Cái chuyện của chặn đầu xe mình có nói gì quá trời kìa. Ờ, là vợ cũ của anh. Vợ cũ? Cô làm cái gì vậy? Bị đ*** hả? Anh trả cho tôi 100 triệu tiền phụ cấp nuôi con một năm nay. Anh bỏ bê, anh đâu có điếm xỉ gì tới con đâu. Anh cũng không thèm đưa tiền chu cấp cho tôi nuôi con luôn. Cô đừng có ăn nói hàm hồ nha. Ai nợ nần gì cô hả? Còn dâu, con đừng có tin lời nó. Nó ăn không được, nó phá cho hôi đó con. Mà từ từ đã. Anh Hùng, anh có con hả? Sao anh giấu tôi? Sao tôi như một con ngu vậy? Tôi không hề biết một cái gì hết. Anh nói đi, chuyện này là sao? Sao anh không nói với tôi? Nó còn không phải như em nghĩ đâu, em cứ bình tĩnh đi, không có phải vậy đâu. Anh là thằng tôi, tôi không có đám cưới gì nữa hết á. Nè, con ơi, chạy theo vợ đi. Nè, mày để yên cho tao đi chưa? Mày mà không đi, tao nói của mày quýt đi á. Tôi cũng không có để yên cho mấy người đâu. Mày. Lan. Bình tĩnh nghe anh giải thích à. Anh đem đi. Anh là thằng tôi. Anh lừa dối tôi. Mình chia tay đi. Không có cái đám cưới nào nữa hết á. Anh sai khi mà không nói sự thật cho em biết là anh đã có vợ và một con. Nhưng tại vì là anh quá yêu em cho nên anh mới làm như vậy. Vậy anh giải thích đi. Anh giải thích làm sao chuyện vợ cũ của anh tới ba đám cưới. Tại vì còn cả cái chuyện chu cấp cho con nữa. Con bình tĩnh lại. Con nghe má giải thích nè. Con nhỏ đó là đồ xảo quyệt đó. Con đừng có nghe những lời hạp hồ của nó. Thật ra nó mới là kẻ ngoại tình. Rồi nó dơ dét hết tất cả tài sản và nó ập con đi bỏ trốn theo trai đó. Nó nghĩ là bây giờ nó bị trai bỏ rồi nên nó đang kiếm cớ để quay trở về đây. Rồi nó dùng con trai của nó để làm bức bình phong, để hòng thả mại thằng Hùng thôi. Con phải tin thằng Hùng, tin lời má nha con. Anh Hùng, có thiệt là như vậy không? Anh xác nhận đi. Thật ra anh không dám nói cho em biết sự thật. À, vì tại bản thân anh cảm thấy rất là xấu hổ khi mà anh có một cuộc hôn nhân thất bại. Anh không muốn em nặng lòng vì anh. Anh chỉ muốn là anh mang lại phúc cho em. Nhưng mà ít ra anh phải cho em biết chuyện này từ sớm mới đúng chứ. Bây giờ em rối lắm. Em không biết đâu là sự thật hết á. Chỉ cần em tin anh. Em tin vào tình yêu của hai đứa mình. Sau khi kết hôn, anh sẽ sang tên tất cả nhà cửa đất đai cho em hết. Để em tin vào tình yêu của anh dành cho em. Hả? Cô nghe chồng con hứa chưa? Chồng con sẽ làm tất cả vì con đó. Con phải tin chồng con nha. Và dù có bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng còn có má, má sẽ luôn ở bên cạnh hai đứa nha. Tin má nha con. Hẹn. Cái chuyện công chiếu này từ từ làm cũng được mà. Có gì đâu gấp gáp. Ủa, gấp gáp gì? Hôm bữa ai là người nói với em sẽ sang tên nhà đất tài sản cho em? Ủa, em đâu có hối, em cũng đâu có bắt anh phải làm như vậy đâu, là tự anh nói chứ bộ. Vậy mà anh nói là anh yêu em, là yêu dữ chưa? Thì từ từ mình sang tên cũng được mà. Cái này trước sau gì cũng là sang tên cho em chứ không phải là... Nếu như mà anh không ký thì thôi. Em cũng khỏi ký giấy kết hôn, không có cưới xin gì ở đây nữa hết á. Rồi, được rồi, anh ký mà. Mời anh ký yêu thêm. Tôi cũng xin trao đổi thêm. Hồ sơ này ngoài ra còn có kèm thêm phụ lục. Nếu như lỡ có quá trình xảy ra tranh chấp thì anh Hùng đây không có được quyền tranh chấp hay là sở hữu tài sản và toàn bộ do cô Lan để quyết định. Cảm ơn luật sư.
Ủa? Tự nhiên đang xuất hiện ở đây vậy cô kia. Nè, đừng có nói là tới tận đây để đòi nợ nha. Nhà của tôi còn nợ nần gì cô nữa đâu à. Chắc là lên để mà ký giấy tờ bán đất cho cha ấy gì. Còn gì nữa. Đúng là tôi đến ký giấy tờ, nhưng mà sao tên cho tôi. Đây, của chị. Ủa em, sao tự nhiên em đưa giấy tờ nhà đất cho cô ta vậy? Không gì là tự nhiên hết á. Thì đây là trách nhiệm của tôi trả lại những gì thuộc về chị ấy thôi. Cái gì? Ai nói cái đó không nói hả? Đưa đây coi. Chứ bà nói cái này của bà hả? Cái này thực chất lúc đầu nó là của tôi, nhưng mà chẳng qua bị cướp từ tay mẹ con của các người thôi. Là cô nói gì vậy? Cướp gì? Ai có nhiều cô? Là anh bình tĩnh lại. Bây giờ anh với bà đã hết phần xử ở đây rồi. Mời hai người ra khỏi đây để chúng tôi tiếp tục thủ tục làm sang tên. Là sao vậy lừa anh? Đúng là gậy ông đập lưng ông. Ai mới đang là người lừa dối ở đây? Chính má con các người mới đang là người lừa dối tôi đó. Alo ba hả ba? Bé nè anh, nó có quấy khóc gì không ba? Ba ơi, ba ráng ba giữ cháu giúp con nha ba. Rồi con tìm việc làm á, chừng nào nó ổn định hơn rồi con về con đón cháu. Vậy nha ba. Con cảm ơn ba. Cô tới đây làm gì? Tôi muốn tìm sự thật. Sự thật gì? Tôi nói chắc gì cô đã tin mà biết sự thật. Không, tôi tin mà. Con Nhung đâu rồi? Đây, tôi biểu coi. Chết rồi. Bà nhà cô có chỗ trốn không? Tôi chưa xin phòng dừng nha. Bây giờ cô đi tạm vô trong toilet trốn đi. Chà. Sống cũng tốt dữ ha. Sao tôi kêu nãy giờ không ra tiếp tôi vậy? Bộ tính trốn hả? Tôi trốn mà làm gì? Này là nhà của tôi mà. Nè, bây giờ tao không có cần vòng vo chi nhiều nữa. Tao nói thẳng Dung, mày á, đừng có mơ tưởng là phá hoại đám cưới của con trai tao. Cút đi đâu thì cút khỏi mắt tao đi. Đừng có bao giờ để tao gặp lại, đừng có xuất hiện trước mặt tao và con trai tao, nghe chưa? Nếu không thì liệu tao không có để cho mày với con mày sống sót yên ổn đâu à. Sao? Bà định làm gì tôi? Bà định chơi cái bài cũ nữa hả? Gán ghép cho tôi tội ngoại tình, xong rồi á, dành hết tài sản, đuổi má con tôi đi ra khỏi nhà. Nhưng mà bà yên tâm đi, lần này tôi không có ngu như lần trước nữa đâu. Đúng rồi, mày đâu có ngu. Tao cũng đâu cần lừa mày. Mày còn có cái gì để tao lừa hả? Tao nói rồi, không phải giỡn chơi. Liệu thì còn có tiền chu cấp cho con, còn không á thì hai má con mày khỏi sống. Còn như đây á, coi như tao bố thí, đem về mà mua sữa cho con bú đi, biết chưa? Đến cháu ruột của bà mà bà còn đối xử như vậy, sau này bà già bà chết nó không có thèm đội tang mà đâu. Chắc tao nhịn cháu hả? Cô nghe hết rồi gì? Tôi thật không ngờ là bả lại tệ tới mức như vậy. Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô. Cái gì? Nếu như hai má con mấy người còn một chút sĩ diện thì mau về nhà cuốn gói đồ ra khỏi căn nhà đó đi. Căn nhà đó bây giờ không còn là nhà của các người nữa đâu. Là em đỡ lòng này em đối xử với anh như vậy hả? Tôi là con người như vậy đó. Thôi là tôi thông minh, tôi nhìn ra được bộ mặt của anh. Tôi và anh bây giờ đường ai nấy đi. Nè, quá ra hai đứa bay không đồng với nhau đây. Không hại nói con tao lắm á. Hả? Nè, mời hai người ra khỏi đây để chúng tôi tiếp tục làm việc. Nếu như cố tình gây rối, tôi gọi bảo vệ lên làm việc đó. Mình về đi má. Anh hại tôi ra nông nổi này. Anh hả hê lắm chứ gì. Hả? Anh tập nạn mà. Anh khoái à. Hả? Buông ra. Dừng lại đi, làm gì vậy? Em làm cái gì này luôn á?
Vậy thì cái con người này nè, ai ăn ra nông nổi này, em không quên được nữa hả? Thôi, ở ngoài đường ngoài sáng người ta nhìn quá trời kìa. Bây giờ anh nghe lời em, chuyện của anh với lại anh Tú á, mình gặp nói chuyện riêng nha. Anh đi về trước đi. Tiền hàng của cậu nè. Anh cầm tiền đi, còn đi giao hàng mấy chuyến xong nữa. Đúng là tiền của người giàu, thơm quá ha. Anh à, em xin lỗi sếp. Sếp ơi, sếp, đợi em, sếp ơi. Không cầm đi. Sếp, số tiền này là... Không sao, Ngọc cứ cầm lấy mà sử dụng đi. Mày tính làm gì vợ tao? Hả? À, mày sa thải tao, mày giữ lại vợ tao lại để mà có ý đồ đúng không? Mày nói đi. Anh đang làm cái gì vậy? Làm cái gì? Cái số tiền đó là cái gì? Hả? À, nó cung cuộn cho em quá mà. Còn anh chỉ làm thằng shipper hoàng để em khinh thường anh đúng không? Em không có. Cái số tiền này là số tiền trả công cho em vì đã phục vụ riêng cho nó, đúng chưa? Hoa, mày bình tĩnh lại được không? Mày đối xử với Ngọc vậy là hơi quá đáng rồi đó. Mày đau lòng quá. Mày xót cho vợ tao hả? Hay để tao nói thẳng luôn, cái số tiền dơ bẩn này nè là số tiền để cho hai tụi mày hăm hầm với nhau. Hoa. Ê. Hoa, sao mày lại dám ăn nói cái kiểu vô ơn với người vợ của mày? Với người mang ơn vậy hả? Nó ăn nằm với vợ con mà nó kêu là có ơn. Ơn kiểu gì vậy má? Mày có biết cái số tiền này là cậu Tú cho con Ngọc mượn để chữa bệnh cho mứa mày đó, biết không? Lúc mày bị sa thải, công việc bấp bênh là do một mình con Ngọc nó phải cán đáng lo kinh tế cho cái gia đình này. Gặp má mày lại đổ bệnh nữa. Sao? Không nhờ cậu Tú đây giúp đỡ, mày nghĩ má mày còn đứng trước mặt mày như vậy hay sao hả? Má ơi! Má, má ơi! Má! Má ơi! Má sao vậy má? Má ơi! Má! Má ơi, xin đưa bao lời kêu. Sếp. Để mặt mai ngủ. Bác mai sao rồi con? Bác sĩ nói là cần phải phẫu thuật gấp. Mà hiện tại thì kinh tế chính trong nhà là em. Sếp, em biết là hỏi cái này cũng rất là ngại, nhưng mà anh có để cho em ứng lưng trước được không? Để em lo cho má. Chuyện này thì cũng hơi khó Ngọc à. Tại vì em cũng mới vô làm á, chưa đủ thời hạn để công ty ứng lương. Anh cũng xin lỗi là tại đợt này công ty cắt giảm nhân sự mà anh không giữ được Khoa. Dạ thôi không sao, em hiểu mà. Nhưng mà anh có thể cho em mượn. Em muốn mượn bao nhiêu? Dạ, dạ không, em không mượn đâu. Tại vì anh Khoa anh không có cho em mượn tiền của người khác. Anh biết được anh làm chứ. Tại vì trong chuyện này á, cũng là một phần lỗi của anh nữa. Cho nên em hãy để cho anh có cơ hội giúp cho bác Mai, giúp cho Khoa đi. Yên tâm đi, anh sẽ không nói chuyện này cho Khoa biết đó. Dạ, nhưng... Làm ơn, để cho anh giúp bác Mai nha. Không cho Khoa biết là được mà. Ha? Cho anh số tài khoản em đi.
mọi người, ai cũng thương mày. Thấy công việc của mày bấp bênh nên tất cả phải im lặng để cho mày tập trung vào sự nghiệp. Còn Ngọc nó biết mày sống rất sĩ diện nên nó phải e dè, đi làm không dám chân về gì hết, vì nó không muốn mày tủi thân. Mày bậy quá bậy rồi Khoa ơi. Khoa, anh nghĩ là em xấu xa tới mức như vậy sao? Anh không biết lý do tại sao anh lại trở nên như vậy nữa. Anh từ một nhân viên văn phòng lại trở thành một thằng shipper. Anh cũng có cái khó của anh, anh cũng có cái không cam tâm của anh. Vậy rồi anh chúc hết lên đi. Anh nghĩ là em đi cặp bồ với sếp, em ngủ với sếp để làm những cái chuyện đó sau lưng anh được. Anh xin lỗi, anh hồ đồ quá. Anh khờ lắm. Dù anh có như thế nào, anh cũng vẫn là chồng của em mà. Tú, xin lỗi nha. Xin lỗi cái gì? Tao với mày là bạn thân mà, cho dù có chuyện gì xảy ra thì mãi mãi vẫn là bạn. Yên tâm đi, sắp tới một công ty mà tuyển dụng lại á, tao sẽ đưa mày trở lại công ty để cùng làm việc với tao, làm nhân viên văn phòng, chịu không? Cảm ơn mày nha. Thằng chồng già của em tới giờ vẫn chưa về hả? Chưa. Trời ơi, thằng chả đi miết à anh ơi. Vậy thì bây giờ anh ẵm em lên phòng. Sao anh về giờ này? Về giờ này á, tôi mới thấy được cái cảnh em với nó. Nó nào? Đây là anh Đạt, người yêu của tôi đó. Giờ sao? Tới nước này rồi tôi lật bài ngửa với anh luôn. Em dám nói chuyện với tôi vậy hả? Làm gì không dám? Khó chịu lắm hả? Anh muốn ly dị chứ gì? Viết đơn đi, tôi ký. Má, đồ thứ chơi chẽn. Tôi không ngờ cái bộ mặt cô dày đến như vậy đó. Đã dắt trai về nhà rồi mà còn thách thức chồng của mình nữa hả? Lòng tự trọng của cô để đâu vậy hả? Tự trọng hả? Tự trọng có giúp tôi hạnh phúc không má? Tự trọng có giúp con trai già khú của má làm cho gia đình này hạnh phúc hơn không? Trời ơi má ơi, tôi còn trẻ mà. Má sống thực tế lên chút xíu đi. Mày sao? Muốn đánh chứ gì? Đánh nữa đi. Dù gì tôi với con trai của má cũng ly dị thôi. Em đi đâu? Đi khách sạn. Nói trời biết, tôi không có ly dị em đâu. Em đừng có nằm mơ. Ông Trung, tôi nói cho ông nghe nè, ông nên buông tha cho Quyên đi. Câm cái miệng của mày lại. Tôi nói cho ông để ông biết là nên để hai người yêu nhau đến với nhau. Thôi được rồi, anh gọi cho em sau nha baby. Cái thằng khốn nạn này, đến nước này rồi thì con ly dị với nó liền ngay đi. Không, Quyên mãi mãi là vợ của con. Tôi đã nói với em rồi, thằng đó đâu có tử tế đâu mà em không nghe. Anh dàn cảnh đúng không? Tôi không có tin đâu. Em yêu nó thiệt hả? Tôi đâu có lý do gì nên phải dàn cảnh đâu. Ủa, tại sao không có lý do? Đơn giản quá mà. Anh á, anh khó chịu khi tôi gặp được người tốt hơn anh. Anh làm ra mấy cái trò này để cho tôi với Đạt chia tay nhau chứ gì. Anh đừng có mơ. Tôi không có yêu anh. Ngày xưa tôi đến với anh là vì để có một số tiền cho ba má tôi trị bệnh thôi. Bây giờ anh làm ơn, làm phước anh buông tha cho tôi được không? Tôi gian xin anh đó. Tôi sẽ giải thoát cho em. Nếu như tôi biết thằng đó thật lòng tốt với em. Thì anh thật lòng với tôi mà. Sao em biết? Tôi tin anh. Vậy thì cá cược đi.
Nếu như thật sự thằng đó nó yêu em, nó tốt với em thì anh sẽ ký đơn ly dị cho em đến với nó. Còn nếu như mà nó lừa dối em thì... thì anh muốn cái gì cũng được. Tôi chấp nhận cá cược với anh. Đơn ly hôn nè, tôi sẵn sẵn rồi đó, cô ký đi. Coi như cô đạt ước nguyện rồi. Cảm ơn anh nha. Tôi cũng chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Hẹn anh ở tòa. Chào anh. Quyết. Theo như pháp luật quy định, tài sản riêng trước hôn nhân vẫn được xem là tài sản riêng của vợ và chồng. Phần tài sản chung sau cưới thì... Con Quyên, nó chưa bao giờ làm tròn phần con dâu cả. Tôi không muốn chia cho nó. Ủa má, sao má cứ nóng nảy lên vậy? Thì bây giờ cứ để luật sư đọc hết đi coi sao. Theo như ý nguyện của ông Trung để lại, phần tài sản đó là phần tài sản riêng của ông Trung, sẽ được chia theo làm hai phần. Phần thứ nhất, ông Trung sẽ giao cho bà Hà là mẹ ruột của ông ấy. Phần thứ hai sẽ được giao lại cho cô vợ hợp pháp là cô Quyên đây. Không, tôi không đồng ý. Đó là ý nguyện của ông Trung, có bút tích và chữ ký của ông ấy để lại. Nếu như cũng muốn có thay đổi, e là chỉ có mình ông ấy mới có thể thay đổi được. Nếu như không còn gì nữa thì tôi xin phép. Alo, tôi nghe. Cái gì? Nó đang ở bệnh viện hả? Được rồi, tôi tới liền, tôi tới liền. Má ơi, anh Trung bị sao vậy má? Nó xỉu ngoài đường. Bây giờ bệnh viện nói nó đang nguy kịch kìa. Trung ơi. Má. Má đây, má đây nè con. Má, thủ tục ly hôn với tài sản rồi. Má đã nói chuyện với luật sư rồi. Mọi thứ sẽ làm theo di nguyện của con. Tội nghiệp vợ con, Quyên được gả về nhà mình là coi như được bán về để trả nợ cho ba má, nên Quyên không yêu con là điều hiển nhiên. Còn chi tiết là cô còn dám vác mặt đến đây nữa hả? Anh Trung sao rồi bác sĩ? Anh ơi, tại sao anh lại... Vì em xứng đáng có tất cả những thứ của anh. Không phải là anh ích kỷ muốn giữ riêng em, mà tại anh sợ em bị người ta lừa, người ta làm em tổn thương, nên anh sợ không thể bảo vệ được em. Vậy là từ trước giờ anh trốn em để đi sang nước ngoài trị bệnh hả? Anh đi khắp nơi nhưng mọi người đều lắc đầu. Bệnh anh hết chữa được. Anh đừng có bỏ em à. Anh ơi, em biết sai rồi. Em hứa với anh là em không bao giờ bỏ rơi anh nữa. Em sẽ ở bên cạnh anh mà. Anh đừng có bỏ em nha anh. Em cười một lần cho anh xem. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc bà xã yêu của anh sinh nhật vui vẻ nha. Trời ơi, đẹp quá vậy. Ông xã ơi, từ trước giờ em chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật luôn. Vậy vui quá, cảm ơn ông xã nhiều nha. Bà xã của anh cười đẹp lắm. Vậy là mỗi năm anh sẽ làm sinh nhật cho em. Anh sẽ làm cho em vui vẻ suốt cuộc đời này luôn. Chịu không? Em chịu chứ. Em hứa là em ở bên cạnh chồng em suốt đời luôn. Hứa nha. Anh ơi, đừng có bỏ em mà anh ơi. Anh Trung. Anh ơi anh.